Không biết là Bon Chan sẽ sử dụng nhân vật nào đây đối với Akuma. Em không nghĩ Sagat là một lựa chọn tốt. Lần trước anh vẫn thấy Bon Chan sử dụng Sagat để đánh với Tokido. Nhưng mà đó là một trận thua của Bon Chan nên thật sự không biết được. Thật sự là không biết được. Sagat. Lần này anh ta rất là quyết tâm. Để đưa Sagat lên đỉnh quang. Rồi và trận đấu xin được phép bắt đầu giữa Tokido và Bon Chan. Vẫn tiếp tục á là Sagat của Bon Chan sẽ sử dụng vị trí G1. Còn Tokido thì vẫn theo đúng bài của mình thôi. Vị trí G1 tiếp. Timmy được đó. Heavy Burn ra uppercut nhưng mà không thành công. Hay quá. Stun chắn. Vì thì Virtual đây giảm thanh stun. Tạch chưa? Chưa đâu. Wow. Heavy Burn là invulnerable. Hay vậy. Wow, tuyệt vời. Những phút đầu của vòng đầu tiên rất là nghẹt thở. Trận đấu này rõ ràng là hai đối thủ rất là hiểu nhau. Như hồi nãy là Tokido đợi sẵn một cái cú reversal luôn chứ không bấm nút nữa. Với lại đứng ngay đứng khoảng là Whipper Disc luôn, cái fireball cao. Dạ. Đó rất là khó để mà gắn. Mình thì tốt đó. Hiện tại bây giờ chưa không thể xác định được là lợi thế thuộc về ai đâu. Tại vì rõ ràng là lúc này cả hai người chơi và những trận sau nữa thì những người chơi còn lại họ cũng sẽ ok họ cũng sẽ phải thi triển hết những cái khả năng của mình. Hay quá. Optimize combo. Wow. Có tin thiệt. Rõ ràng mình thấy một bước tới một bước lùi, bước tới bước lùi bốn lần. Đó là một pha khiêu vũ hoàn nhiên. Chính mặt của Tokido. Tokido thì cứ dứng nhìn, không cần quan tâm. Tokido thì vẫn dứng nhìn cái đẹp của ta. Wow. Đùa thôi chứ cái đó double simi mà còn không làm gì thì đúng là vấn đề tinh thần là hiểu rất nhau là vững, rồi. Tinh thần rất là vững và rất là hiểu nhau. Jimmy không là đã tiếp G, còn đây là double Jimmy mà còn không tiếp G được. Oh wow, hay chặn được cái cú step kick. Whip on it quá hay. Hay đó. Thì ngay đúng tầm đó. Đây là pha mà lúc ban đầu Bon Chan định làm nhưng mà thất bại. Yeah. Set up. Sắp qua CA. Vào trầu đi. Đẩy ra. Hay quá. Không có. Còn vớt rất tốt. Ừ.
Hay quá. Oh, oh, không, không được rồi, không được rồi. Thiếu cái leg kick. Hay. Dù bị ép để né chứ phải một nữa. Đúng là cao thủ có những cái quyết định thật sự rất là khó hiểu, khó hiểu. Những người bình luận ngồi đây rất là nhức đầu có những pha. Ok, rồi. Vào tầm này thì cả hai đều phải về giùm nhau thôi. Hay quá, oh, 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 hay đó. Ăn thêm đam. Ok, ok. Cái nữa, không, chưa, 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 cái đó không được, cái đó không được. À. Tài nguyên cả hai thì có đầy đủ, đều có CA hết rồi. Thì quan trọng là sử dụng và tiết chế như thế nào đó để mà để cuối trận mình có lợi thế hơn. À, như bạn thấy Sagat bắn chưởng rất ghê. Rồi, Monchan đã sử dụng hết tài nguyên của mình và đang lấy lại được một chút. Cái pha mà sử dụng 2 ES hồi nãy là một trong những kỹ thuật cơ bản của Sagat. Nếu như mà bạn nào muốn đánh Sagat thì nên tập cái đó. Hả? Đúng rồi. Yes. Lựa chọn bây giờ tôi kêu đâu thật sự là không có lựa chọn đều. Mà một đều. Chúng ta vẫn có thể lựa chọn chiến thuật uống nước. Đấy. Nhưng mà thường ở giữa những người chơi quá hiểu nhau như vậy rồi. Thật sự ra không ra không cần đúng không? Chứ không cần phải. Dạ. Và nếu mà thực sự là có ra character select screen á thì có thể là select lại thiệt. Ok. Rất thận trọng. Và các bạn cũng biết là Tokido rất là tự tin có thể bước tới Sagat khoảng gần. Dùng Akuma của mình để sử dụng cái chiêu mà Crouching Medium Kick để mà thứ nhất là núp được cái Fireball cao, mà thứ hai nữa là pop ở bên dưới Sagat. Rất là hay. Cái rất tự tin. Cái này từ hồi chiếc Fireball 4 tới giờ là như vậy rồi. Yeah. Akuma bắt buộc phải bước vào. Chính xác. Không thể nào mà đứng từ xa mà đánh được. Hoặc là thậm chí nhảy á, nhảy cũng rất là thiệt thòi. Đúng rồi, chỉ có đi vào từ từ và tìm chờ cơ hội. Hay quá. Sagat chỉ đánh 2 lần mà 2 lần đều bị anti. Ok. Hay, hay, dằn co. Dằn co tận giây phút 1. Bắt bài rất tốt. Cả hai đều đang canh khoảng cách, cả hai đều đang gọi như là đấu súng đi. Đang tung chưởng vào nhau. Và dường như là Bonchan đang đợi Tokido sẽ đó, sẽ bắt đầu làm lỗi với những đợt bắn dẫn liên tục của mình. Hai đấu thủ này cực kỳ hiểu nhau và cực kỳ kiên nhẫn. Những lỗi lầm đang bị gây ra bởi vỉa máu nhau tiếp tục. Yeah. Và cả hai bên bây giờ đang mắc lỗi những cái lỗi tương tự. Hay quá. Oh, hay Yomi quá. Không. À, cái thuật ngữ Yomi đó từ lâu lắm rồi mình không có nghe. Yomi đó là mình đoán trước cái hành động của người ta rồi mình trả được cái đòn ngay tức thời thôi. Sao quá, sao quá. Oh! Wow! Khi bạn quá tập trung bắn chưởng thì hãy coi chừng bị tắt đèn nữa. Bởi vì thật sự là hai đối thủ đều để tâm tới khoảng cách và cố gắng minh nhau. Tokido lợi dụng cái điều đó để mà dash in và làm một cú regen demon rất là hợp lý. Rồi, mình thấy là bây giờ Bonchan đã thoát ra. Phải là thay đổi qua Karin lại nha. Sao
Sagat rất tốt nhưng anh rất tiếc. Karin. Thì nó hiện tại bây giờ của mình là 2-1. Nghiêng về Tokido. Có nhiều bạn thì em nghe hỏi là Akuma khi bật VGG lên có cái chiêu tắt đèn như vậy nhưng mà làm người ta đâu có đứng yên cho mình làm. Thì chắc là thì căng thẳng, mấy bạn thấy rồi đó, căng thẳng là mình không có nhảy kịp đâu. Chưa kể đó là một cái setup không thể nhảy được nữa thì sao? Bởi vì lúc đầu Hùng với lại Trung mình có nói Street Fighter ngoại trừ canh khoảng cách ra mình phải đề phòng cái chuyện người ta đáp vào hoặc là nhìn vào. Rất chính xác. Nên á, không thể nào mà bạn cover được hết tất cả 3 ấp tầng như vậy được. Đúng rồi, chỉ có thể làm tốt 2 trong 3. Chính xác là như vậy. Bởi vậy á, lợi dụng cái điều đó để mà đáp in rồi CA và S tắt đèn đúng không? À đúng rồi, Dragon Demon là cái mà rất là hay của Tokido trong pha xử lý đó. Đấy, các bạn lâu lâu mình cũng hơi lẹo một chút. Ờ Karin thì có thể nhìn khả quan hơn rồi đó. Nhưng mà không biết là Karin có đủ giúp Bonchan ok. Thấy này rất là thú vị bởi vì thân mà một người chơi Karin hàng đầu. Nhưng mà anh ta cũng phải thừa nhận là cái khó nhất của anh ta là Akuma của Tokido. Ồ, chip đam rồi. Revi Reversal chắn. Ủa sao không Revi Reversal đó? Có thể vẫn chết chắc. Vẫn còn Reversal Metal. Reversal với Metal vẫn còn nhưng mà đặc biệt Karin Reversal nó sẽ đứng ở ngay chỗ đó. Mấy cái active của con qua cái đó là đủ để còn không ta? Dạ em cũng thắc mắc điều đó nhưng mà chắc là không nên Bonchan mới bỏ luôn rồi. Để thường thường người chơi pro người ta rất là nhạy, người ta nhạy nói chuyện đó lắm. Hay quá, mình gọi cái đó bắt bài là đúng rồi đó, rất hay. Rồi bây giờ tôi chỉ đồ ồ nhảy ra dễ dàng quá. Hay autocorrect. Rất tốt, muốn nhảy ra đâu tốt. Có dễ gì vậy. Tụi bây trả tiếng quyết, trả tiếng quyết. Đại Nguyên thì Akuma bây giờ nhỉnh hơn hẳn. Nhưng mà máu thì Karin đang dẫn, đang có lợi thế. Ok, Shimmy gì rất tốt. Thấy đáp không? Không, chưa. Đây vẫn là áp lực thôi. Oh! Xong CA! Rồi. Xong rồi. Hết vui rồi, hết rồi. Vui rồi. Vậy là Bonchan chính thức là chia tay Sài Gòn Cup 2019. Màn trình diễn rất thuyết phục từ cung xin tạm biệt đồng. Nhà quán quân Sài Gòn Cup 2017. Lần đó là hẹn anh năm sau nha. Lần đó là Bonchan sử dụng Nash đúng không? Sử dụng Nash mà vô địch được Sài Gòn Cup 2017. Rất là đáng nể.